Năm nay nó dùng nước này, nước rửa kiến này không có muối, nó dùng cồn, vì thế nó đỡ dơ. Muối bị kiện thưa quá là xe bị xét, mấy chiếc này bị rỉ xét. Đó, nước này nè là cồn chứ không có muối. Hồi xưa là muối, làm bằng muối. Lít chạy được 300 cây số. Một lít chạy được 3 cây số. 300 lít. 800 mấy, 900 cây số ngày hôm nay. Đây chỉ lau kiến để cho thấy đường chạy thôi chứ sạch sẽ gì. Ra chút xíu còn chưa. Mấy chiếc xe thật sự xe đắt tiền á, không ai chạy mùa đông hết. Dơ quá dơ. Xong. Ok. Tụi nó phải dời cái chiếc xe quá tải ở cái hai bên đó đó, nó phải dời dời cái fifth wheel á, nó phải dời cái fifth wheel, tức là cái cánh bóm á, nó phải dời tới giờ lui để cho cái chỗ bị quá tải. Đó thì vô đây cân á, cân cái lần đầu đó là 20 đồng. Rồi sau đó nó cho dời, cho trả lại cân thêm 2 lần nữa.
mỗi lần là 10 đồng. Tức là mình cân mà mình không có bị quá tải gì hết á thì tốn 20, mà bị quá tải để mình sửa đó, mình sửa mấy cầu bánh đó thì mỗi lần 10 đồng, thêm 2 lần nữa là 3 lần là 40 bạc. Thì những cái này là hãng trả tiền xong xuôi hãng sẽ gửi cái bill lại cho cái nơi lên hàng, tại họ hợp đồng với nhau mà. Thì những cái chuyện này, cái tiền mà tính kiểu đó nó gọi là unforeseen, tức là không nhìn thấy trước được đó. Thì khi mà đối với những chiếc chạy reefer, chạy reefer là chạy là tại cái reefer không, nó nặng khoảng 4.000 pound ở trong, gần 2.000 kg, vì thế mình làm giảm đi cái trọng trọng tải của chiếc xe. Rồi ở ở đầu trước á, không được lên hàng giống như ở phía sau. Thường thường là có 2 cái skid hoặc 4 cái skid đằng trước á, thì chỉ để lên được có phân nửa đó thôi, tức là 1 skid hoặc là 2 skid để cho nó giảm bớt cái trọng lượng ở phía trước đó. Nhưng mà chiếc xe đó nhìn thấy rõ ràng là thằng đó nó đang dời đó, tức là cho thấy là nó bị quá tải vậy đó. Quá tải ở bánh trước hoặc là quá tải ngay chỗ hai bánh xa bánh giữa này nè là đều phải dời cái cánh bốm đó. Mà dời cánh bốm như vậy đó, nó chỉ xây xích được có 100 pound thôi, không có nhiều lắm. Đó thì thấy bằng cách có thể là đổ xăng ít lại, đổ dầu ít lại. Bánh trước thì xây xích cũng được 100-200 pound thôi, không có nhiều hơn nữa. Chỉ kéo tới kéo lui, thường thường bị quá tải ân trước đó thì phải kéo tới ân trước cho nó dài ra để cho nó giảm giảm bớt trọng lượng trọng tải ở phía trước. Rồi thêm nữa là ở bánh sau phải đẩy hết, nếu chạy về Cali là phải đẩy tơ hết về về phía trước, tức là nó nhổng cái phía đầu đầu lên chút xíu mà nó nặng ở phía sau cái đuôi của chiếc xe đó. Thì thấy có nhiều cách để mà cân bằng trọng lượng mà tài xế phải có kinh nghiệm chứ mới mới cũng không biết. Thì thấy mà ngay chỗ đó là cái nơi mà để cho người này có thể giúp người khác, mà tùy theo thái độ của tài xế thôi. Ví dụ như tài xế mới thì muốn được giúp đỡ như vậy đó thì phải có sự mềm mỏng tí xíu, rồi gặp ai cũng hỏi hết nó vậy đó thì người ta giúp cho. Nó như nãy có người tài xế đứng đứng thì có người người khác đến thì nhìn nhìn cho rồi đó, thí dụ như vậy đó. Tại vì cánh bốm mà mình dời mỗi một găng găng như vậy đó, mỗi một răng nó có mỗi cái găng 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 vậy đó, mỗi một găng như vậy đó là khác biệt 100 pounds, tức khoảng trên 40 kg. Mà vi phạm lực 100 kg hay là 10 kg cũng là vi phạm lực. Ở bên đây nó tính như vậy, nó tính từng chút một. Gần tới này, khỏi cần phải chạy lên giữa mấy chỗ trong nguy hiểm, mà chỉ chạy phía sau chắc sẽ bớt hơn chút xíu.
Thì chiếc xe bus, những chiếc xe bus của thành phố nè là cần cái bằng lái loại CZ CZ đó. Nhưng mà trên thực tế thì bằng mình có bằng C rồi đó vẫn không tìm việc được. Nộp đơn vô nó không không có kêu mình interview, mà cái đòi hỏi của nó phải là bằng B. BZ. BZ. B tức là E là cho xe này mà B là cho xe xe school bus, xe chở học sinh đi học đó, xe màu vàng đó. Thì có bằng lái xe của màu vàng á thì nộp đơn vô đây nó sẽ kêu interview. Kêu phỏng vấn. Mà kêu phỏng vấn á không phải đơn giản là mình là người Việt Nam mà họ Trần họ Nguyễn kêu vô nó interview đó, là tại vì chạy xe cho chính phủ mà. À, có những chuyện vậy mà nếu mà mình có quen biết với ai á, lái trong trọng đó thì mình nói cái là kêu mình dùm đem đơn đi đi nộp giùm tôi cái đi, thank you, cảm ơn nhiều. À, thì nếu mà có ai mà thân chơi thân được á, thì dẫn vô thì họ 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 dễ dàng cái interview đó. Rồi sau đó là tùy theo mình nữa, mình có đây là phi trường đó, thì tụi nó ở đây thường thường đứng ở mùa hè đứng ở đây chụp hình. Đó là những cái radar đó, những cái cảm biến đó để cho máy bay nó đáp xuống tự động, nó gọi là autopilot đó, cho đáp auto landing đó. Nó đáp bằng bằng những cái cảm biến đó. Thì những chiếc xe đó thì nó cần có BC, BZ, BZ, Zebra. Thì khi mà interview về mặt lý thuyết xong, nếu được thì sẽ lên cho lái. Lái là trắc nghiệm thi nữa, chứ không phải là bình thường là cái tuyến đường Dixie này nè, với hai nữa tuyến đường Highway 10 Huron xe dầu của Mississauga này, là nó thường thường nó cho tập người lái, là tại vì đây là tuyến đường huyết mạch. Thì nó chỉ cần là chạy làm sao được từ ở dưới phía nam nó lên về phía bắc này nè, thì ai cũng chạy được hết nếu mà có chạy qua, là trong vòng 30 phút. Và cái sự chênh lệch đó khi đến mỗi một cái trạm ngừng như vậy đó là không quá 2 phút. Thì bình thường nếu mình học ở trong trường ra rồi làm sao mà làm được cái này đây. Đó là một chuyện nữa. Vì thế có những người lái xe học sinh thì đã quen rồi, đã có quen cách dừng kia đâu rồi, chỉ mà không quen tuyến đường thôi đó. Thì thế thì họ có thể qua được, họ có thể tìm được việc. Đó là tại vì họ quen, là tại vì lái xe school bus, xe chở học sinh á, mà sáng mình chạy sớm lên 2 phút á, cũng no good, mà trễ đi 2 phút á, cũng bị chửi, là nó phone về ngay cái bộ giáo dục á, nó khiếu nại. Nó nói đến sớm quá 2 phút vậy nên làm sao tao kịp, tao lo quần áo cho con tao mặc. Rồi một chuyện. Rồi đến trễ đó tao đâu có thời gian đâu mà tao đứng tao đợi đó. Rồi mỗi một người đợi 2 phút vậy rồi bao nhiêu người đợi trong một ngày đó. Tính ra thì cả 5 60 phút rồi nếu mà 30 người đợi. Nó tính những cái như vậy. Thì thấy nhức đầu lắm, không phải đơn giản. Nhưng mà khi mà vô được lái xe cho thành phố rồi đó thì lương từ khoảng 30 đô trở lên một cho mỗi 1 giờ, và bình thường thì lái 40 tiếng. Nhưng bên cạnh đó họ làm nhiều giờ lắm, họ kêu giờ overtime đó, giờ phụ trội, giờ làm thêm giờ đó, là vì những người này đều được nghỉ ở những ngày lễ và những ngày cuối tuần, họ xây tour nha đó. Bị mệt nhất là bị xây tour. Rồi người này bệnh người kia cái nọ đó, rồi nhiều cái hôm ngày lễ kia nọ phải phân công nhiều 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 tài xế thì họ làm nhiều giờ, thì họ ăn được tiền đó nhiều lắm, thì lương họ cũng cao, coi như là nếu là nói là 1.200 đô một tuần thì quay qua lại khoảng 60.000 đô rồi năm rồi. Rất là dễ đối với những người đó, nhưng mà phiền cái đầu lắm. Lên ngồi lái mà ngáp cũng bị kiện, cũng bị phone.
rồi tối ngày em phải mang đai bơ để mà lái, chứ hỏi là đang mắc tiểu làm sao. Như xe truck tôi còn nhảy đằng sau tôi tiểu được, rồi xe đó ngừng ở đâu mà tiểu, phải chờ đến về đến trạm đó thì mới ngừng được, thì khó ai chịu nổi được. Nên đến đến giai đoạn mà đợi như thế lắm, vì thế mà họ phải mang diaper. Thì có nhiều người mang diaper giống giống như con nít vậy đó, bị lỡ đít hết nè. Nghề nào vậy nó cũng có cái nghiệp của nó, cái nghiệp chướng của nó hết, có cái tốt có cái xấu đó. Thì có như vậy thì mới lướt được cái qua cái nghề nghiệp như vậy, rồi riết rồi nó quen đi. Rồi bên cạnh nó không phải là lái như vậy là bình thường, là không có gì đâu à. Không, có những người inspector, tức là những cái tay là kiểm soát đó, đứng kiểm soát canh giờ. Canh giờ dân xe mình đến sớm đến đến muộn từng trạm một. Tôi có lái qua school bus, tôi có lái qua xe du lịch, xe chở những người đi du lịch chơi đó, với hai nữa có chở bác sĩ đi qua bệnh viện, từ bệnh viện này qua bệnh viện kia. Thôi, trong lúc tôi làm tiệm đó, làm tiệm tiện lợi đó, thì thật sự không đáng để cho tôi nhức cái đầu, nhức nhức cái đầu khó. Thật sự là về lái xe thì nó không có cực, nó nhàn hạ, có công đoàn đàng hoàng, nó nhàn hạ, nó không có gì hết, nhưng chỉ nhức cái đầu. Mình lái xe như thế này có mình trên xe thôi à, mình có ngáp, mình có la làng, mình có khóc, mình có chửi, mình có ca, mình có hát, cũng không ai nói gì tới mình hết. Nhưng mà trên cái nghề lái xe mà có hành khách nó không đơn giản như vậy. Ở bên đây nó đòi hỏi cao lắm, vì nhất là chở những người khách, bác sĩ ở trong bệnh viện, hồi sáng đi thì vui vẻ, về tới thì mặt mày người nào người nấy chậm dầm hết. Có những trường hợp như vậy, nó có rất nhiều. Nó gọi là bị nhiều cái stress. Đó, phi trường cái phi đạo đó ai cũng đi ngang, nếu mà ngồi trên máy bay là đáp xuống phi trường Pearson Airport này đều thấy tôi đây hết á. Chúng tôi nằm ở đây nè.
That's it. Go home, go home. Go home, go home. Go home, go home. I want to go home. Coi coi có bị để đèn hay không, quên đèn hay không. Đó, phi trường à, những cái phi đạo đó đi ngang qua đây thì ai cũng vậy, khi mà ghé ngang qua cái Pearson Airport này đều thấy chúng tôi đây hết, không có lạc đường được.